Nội dung bài học tiếp theo các bạn sẽ đi vào thực hiện hạch toán hóa đơn mua vào số 89 ngày 8 tháng 1 với nội dung là chi phí thiết kế website và lệ phí đăng ký tên miền. Tổng giá trị của hóa đơn 17.486.000 đồng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, do đó sẽ treo qua công nợ phải trả cho nhà cung cấp. Khi doanh nghiệp mở một trang website sẽ cần phải có người thiết kế và cần phải thực hiện đăng ký nộp lệ phí tên miền quốc gia. Và lệ phí này các bạn sẽ căn cứ vào thông tư số 208 năm 2016 thông tư của Bộ Tài chính sẽ có quy định rõ về các mức thu lệ phí đăng ký website và đăng ký sử dụng trong vòng 12 tháng và với đơn giá lớn, các bạn sẽ phải đưa tổng giá trị của hóa đơn số 89 vào công cụ dụng cụ để thực hiện việc phân bổ cho các tháng. Các bạn sẽ tích vào phần dấu hỏi để chúng ta xem chi tiết. Toàn bộ các chi phí của hóa đơn số 89 chúng ta sẽ đưa vào chi phí của bộ phận văn phòng và căn cứ vào thời gian đăng ký chúng ta sẽ phân bổ trong vòng 12 tháng để chia nhỏ chi phí của hóa đơn, phản ánh vào chi phí của bộ phận văn phòng và các hồ sơ liên quan đến hóa đơn số 89 bao gồm hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản giao nhận và biên bản bàn giao tài sản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán đi kèm là một bộ hồ sơ để chứng minh đối với các chi phí mua vào. Toàn bộ các hồ sơ này các bạn sẽ vào phần tải về để chúng ta tải và tham khảo. Như vậy, đối với hóa đơn số 89 liên quan đến hạch toán, hóa đơn mua công cụ dụng cụ, các bạn sẽ thực hiện 2 bước. Bước 1, chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng, chọn mua hàng không qua kho và phản ánh bút toán nợ cho tài khoản 242, làm tăng chi phí trả trước, số tiền là 17.486.000 đồng. Nợ cho tài khoản 1331, các bạn sẽ phản ánh trống thuế suất thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, có cho tài khoản 331, tổng số tiền phải trả cho nhà cung cấp. Và bước thứ 2, chúng ta sẽ vào phân hệ công cụ dụng cụ để thực hiện việc ghi tăng. Mục đích của việc ghi tăng là để chúng ta chọn số kỳ phân bổ là 12 tháng để phần mềm tự tính ra được tổng số tiền phân bổ của một tháng. Chọn đơn vị sử dụng cho bộ phận văn phòng. Để căn cứ vào phân hệ ghi tăng, cuối hàng tháng chúng ta sẽ thực hiện việc phân bổ toàn bộ công cụ dụng cụ bao gồm công cụ đầu kỳ và các công cụ phát sinh trong năm tài chính để đưa vào chi phí tương ứng đối với từng bộ phận và được phản ánh vào bên nợ của tài khoản 6422 theo thông tư 133 hoặc 6423 theo thông tư 200 có cho tài khoản 242 làm giảm chi phí trả trước. Như vậy, căn cứ vào hóa đơn số 89, các bạn sẽ thực hiện hạch toán trên phần mềm như sau. Chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng để hạch toán bước 1, chọn chứng từ mua hàng hóa. Chọn hai nhỏ mua hàng trong nước không qua kho thì các bạn mới chọn được tài khoản chi phí là 242 với hình thức là chưa thanh toán. Tích chọn nhận kèm hóa đơn. Ở chứng từ ghi nợ các bạn sẽ điền thông tin của nhà cung cấp. Và nội dung các bạn sẽ ghi phí thiết kế và lệ phí đăng ký website, ngày hạch toán, ngày chứng từ căn cứ vào hóa đơn ngày 8 tháng 1 năm tài chính. Và sang phần hai nhỏ tắt thuế, các bạn sẽ điền luôn số hóa đơn số 89. Sau khi điền xong toàn bộ phần thông tin chung, các bạn sẽ xuống phần mã hàng tích vào phần mũi tên để chúng ta bắt đầu tạo mới các mã liên quan đến thiết kế website và lệ phí đăng ký tên miền. Ở mã đầu tiên, các bạn sẽ phản ánh liên quan đến nội dung chi phí thiết kế website. Tính chất các bạn sẽ chọn là dịch vụ và điền đơn vị tính. Và chúng ta sẽ điền luôn tài khoản chi phí là 242. Các bạn sẽ nhấn cất và thêm. Bắt đầu khai báo mã thứ hai, lệ phí đăng ký tên miền.vn. Và tên thì các bạn sẽ ghi đầy đủ căn cứ theo như trên hóa đơn. Tính chất các bạn chọn dịch vụ, đơn vị tính theo năm. Và điền luôn tài khoản chi phí 242. Tiếp tục nhấn cất và thêm lệ phí đăng ký tên miền.com.vn. Tính chất chọn dịch vụ, đơn vị tính là theo năm và tài khoản chi phí là 242. Sau đó các bạn sẽ vào phần mã hàng, chúng ta sẽ lần lượt chọn từng mã mà các bạn đã tạo, bao gồm thiết kế website, lệ phí đăng ký tên miền.vn và lệ phí đăng ký tên miền.com.vn.
được phản ánh vào bên nợ của tài khoản 242, làm tăng chi phí trả trước, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 331. Số lượng là 1. Đơn giá đối với thiết kế website 16.490. Lệ phí đăng ký tên miền.vn 550.000 đồng. Và cuối cùng lệ phí đăng ký .com.vn 446.000 đồng. Sang phần 2 nhỏ, các bạn sẽ kiểm tra lại tài khoản thuế giá trị gia tăng và bỏ qua phần trăm thuế suất, kiểm tra lại toàn bộ nội dung và tổng số tiền cuối cùng 17.486.000 đồng. Đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành bước 1. Bước thứ 2, chúng ta sẽ vào phân hệ công cụ dụng cụ để thực hiện việc kê tăng. Trong phân hệ kê tăng sẽ bao gồm kê tăng và kê tăng công cụ dụng cụ hàng loạt. Đối với thực hiện từng chứng từ thì các bạn sẽ vào phân hệ kê tăng. Còn trong trường hợp nếu các bạn muốn kê tăng hàng loạt cho toàn bộ các hóa đơn mua công cụ dụng cụ, chọn dấu 3 chấm và chọn đến loại là mua hàng không qua kho, do chúng ta vừa thực hiện hạch toán mua hàng trong nước không qua kho. Kỳ báo cáo các bạn có thể căn cứ theo hóa đơn hoặc theo năm tài chính. Phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ các chứng từ liên quan đến tài khoản 242. Lúc này chúng ta sẽ kiểm tra lại toàn bộ. Sau đó các bạn sẽ nhấn chọn. Phần mềm sẽ tự động cập nhật vào trong phân hệ kê tăng công cụ, kiểm tra lại và số kỳ phân bổ thì phần mềm luôn mặc định là 1. Thì ở đây các bạn sẽ phải sửa lại. Chúng ta sẽ đưa về phân bổ trong thời gian là 12 tháng. Nhấn phải chuột sao chép cho các dòng dưới để phần mềm phản ánh tổng số tiền cần phải phân bổ cho từng tháng. 1.457.167 đồng. Tài khoản chờ phân bổ là tài khoản 242. Và các bạn sẽ chọn đến từng dòng để chúng ta chọn đơn vị sử dụng là bộ phận văn phòng. Tài khoản chi phí là 6422. Tương tự dòng thứ 2, lệ phí đăng ký tên miền.vn, chọn đơn vị sử dụng là bộ phận văn phòng. Tài khoản chi phí là 6422. Cuối cùng là lệ phí đăng ký tên miền.com.vn. Chúng ta cũng sẽ chọn tương ứng đơn vị sử dụng cho bộ phận văn phòng và tài khoản chi phí là tài khoản 6422. Kiểm tra lại toàn bộ các nội dung, sau đó các bạn sẽ thực hiện việc kê tăng. Thực hiện việc kê tăng thành công thì các bạn sẽ vào phân hệ kê tăng hoặc sổ công cụ dụng cụ kiểm tra lại toàn bộ các nội dung. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn thực hiện hạch toán hóa đơn số 89 với nội dung là các chi phí liên quan đến thiết kế website, lệ phí đăng ký tên miền trên phần mềm kế toán MISA.